Mới đây, Ủy ban nhân dân xã An Bình, huyện Thoại Sơn tổ chức lễ khởi công xây dựng cầu Phổ Hiền 4, An Bình 2. Bà Nguyễn Thị Minh Kiều, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Thoại Sơn cùng đại diện lãnh đạo các ban ngành và bà con nhân dân xã An Bình cùng tham dự lễ khởi công cầu. Dự kiến cầu Phổ Hiền 4, An Bình 2 được thi công trong thời gian khoảng 3 tháng. Cầu được xây dựng kết cấu bê tông cốt thép, tổng chiều dài cầu là 39m, chiều ngang cầu là 4,5m, trong đó phần xe chạy là 4m. Cầu có 3 nhịp 12m, 15m, 12m. Cầu có trọng tải thiết kế là 8 tấn. Tổng chi phí xây cầu là 1 tỷ 100 triệu đồng, trong đó Đại Đức Thích Nguyên Quang, Đạo Tràng Phổ Hiền kết nối Mạnh Thường Quân tài trợ 700 triệu đồng. Phần còn lại do nhân dân xã An Bình đóng góp thêm. Dịp này, địa phương đã trao tặng 70 suất quà cho các em học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Mỗi suất gồm 200.000 đồng tiền mặt do Đại Đức Thích Nguyên Quang Đạo Tràng Phổ Hiền hỗ trợ. Cầu Phổ Hiền 4, An Bình 2 được xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ giúp các em học sinh và bà con nhân dân trong và ngoài xã An Bình đi lại thuận tiện hơn, nhất là trong mùa mưa bão, đồng thời nối liền các tuyến giao thông nông thôn, liên ấp, liên huyện, tạo điều kiện thuận lợi lưu thông vận chuyển mua bán hàng hóa, thúc đẩy phát triển kinh tế của người dân địa phương, góp phần hoàn thành các tiêu chí chỉ tiêu sớm đưa xã An Bình hoàn thành xã nông thôn mới kiểu mẫu trong thời gian tới.